Việc canh tác trong nhà lưới không chỉ giúp người sản xuất tiết kiệm chi phí mà còn giúp cho ra đời những sản phẩm đạt chuẩn cả về màu sắc, hình dáng bên ngoài và chất lượng bên trong. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ mới từ Israel cũng giúp nông dân không cần sử dụng các sản phẩm hóa học nào. Tại đây, kỹ thuật phun tưới tự động và môi trường trong nhà lưới cũng được kiểm soát, tạo điều kiện lý tưởng cho rau phát triển. Thì nói chung thì lợi nhuận cũng rất cao, vì cái đầu tư nó nhẹ lắm. Mình đã đam mê cái rau an toàn rồi là tuyệt đối mình tuân thủ, mình làm theo đúng quy thức công trình của Việt Gáp. Hợp tác xã thường xuyên tập huấn về kỹ thuật trồng theo đúng theo cái quy trình sản xuất rau an toàn để đảm bảo cái thời gian cách ly và đảm bảo cái sản phẩm nó tươi sạch để cung cấp được cái thị trường đã liên kết giống như Copmark và các cái doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong quá trình thu hoạch, đóng gói và vận chuyển sản phẩm, các nguyên liệu tự nhiên thân thiện với môi trường như lá chuối cũng được tận dụng thay thế cho túi ni lông thông thường. Hiện sản phẩm rau an toàn Long Thuận, huyện Hồng Ngự đang có mặt tại nhiều tỉnh thành đáp ứng nhu cầu sử dụng rau sạch của người tiêu dùng.